Tư vấn laptop service cho chị khách hàng làm xưởng in điêu khắc 3D với mức kinh phí 38 củ khoai thì nên lựa chọn laptop nào là tối ưu nhất cho công việc sáng tạo. Với nghề điêu khắc thì mình có ngầm hiểu là ngành nghề này sẽ có các nghệ nhân đục, đẽo, mài các vật liệu như là kim loại, đá, gỗ hay là thủy tinh để cho ra những tác phẩm độc đáo và sáng tạo, phục vụ nhu cầu trang trí, làm đẹp của mọi người. Còn với ngành in điêu khắc 3D thì mình lại chưa nghe bao giờ thì nay có chị khách hàng này cũng hiện đang công tác tại xưởng in điêu khắc 3D. Chị ghé cửa hàng bên mình để tìm mua một chiếc laptop mới phục vụ cho công việc vẽ, dựng hình 3D của mình. Chị có giải thích một cách đơn giản về công việc của chị, gồm có hai bước chính, đó là thiết kế, dựng hình 3D và chuyển file sang máy in 3D để tiến hành in ấn thôi. So với điêu khắc truyền thống thì in điêu khắc 3D giúp tăng tốc độ sản xuất cũng như là cắt giảm tối đa chi phí để sản xuất ra một sản phẩm. Do các tác vụ chính của chị bao gồm cả vẽ và dựng hình trên các phần mềm như là Blender, AutoCAD hay là SketchUp cho nên nhu cầu của chị chắc chắn phải là một mẫu máy nào có màn hình cảm ứng cùng với cấu hình khủng để xử lý mượt mà các task 3D siêu nặng của chị. Mình có tư vấn cho chị vài mẫu máy để dùng thử như là Surface Pro 8, Surface Pro 9 hay là Surface Laptop Studio Cuối cùng sau khi test nhanh qua các máy, thì chị cũng đã chốt được cho mình máy Surface Laptop Studio với ba tư thế làm việc khác nhau, cùng với đó là chip Intel Core i7 11370H, ram là 16GB và SSD là 512GB, cùng với cặp rời NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti cực mạnh mẽ sẽ hỗ trợ đắc lực cho công việc của chị đấy.